Ngọc xin chào tất cả các cô chú, anh chị em và các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Ngọc xin nói về viên thuốc aspirin. Hoặc là nhiều khi mình đi tới bác sĩ hay dùng cái từ là baby aspirin á, hoặc là aspirin 81mg. Thì cái viên thuốc aspirin này, cái lý do Ngọc làm cái đề tài này tại vì có một chú đã hỏi Ngọc về cái vấn đề này và nó làm cho Ngọc nhớ lại những lúc Ngọc đi làm á, cũng rất là có nhiều, rất là nhiều người có những cái câu hỏi về cái vấn đề này, cũng như Ngọc thấy là tại vì cái thuốc này á là nó không cần qua bác sĩ, thành ra đôi khi mà bác sĩ chỉ nói ồ đi ra đó mua lấy cái đó thì đôi khi Ngọc thấy có một số vấn đề mà nó xảy ra với cái loại thuốc này về cái cách dùng nó cũng như làm sao để lấy được cho đúng cái sản phẩm đúng như bác sĩ nói đó thì nó rất là quan trọng. Và nếu như không đúng như vậy á, thì đôi khi nó có những cái tác hại rất là lớn. Và nó qua cái câu hỏi của chú đó thì nhắc nhở Ngọc tới những cái vấn đề Ngọc thấy rất là quan trọng cần phải chia sẻ, cho nên Ngọc mới làm cái video này. Thì cũng cảm ơn chú đã nhắc nhở cho Ngọc để Ngọc nói tới cái đề tài này. Và cũng xin lỗi là Ngọc không có trả lời liền, tại vì Ngọc muốn chờ tới khi Ngọc làm cái video này thì nó giúp, tại vì nó có những cái nhiều cái vấn đề mà phải cần giải thích, chứ nó không chỉ đơn giản một cái câu trả lời thôi, ngắn gọn. Thành ra đó là cái lý do mà Ngọc chưa có trả lời liền được, mà Ngọc muốn chờ tới ngày hôm nay Ngọc làm cái video này thì giúp mà chú cũng như tất cả mọi người ngồi đó có những cái câu hỏi tương tự về cái thuốc này thì nó giúp được nhiều hơn. Cái viên thuốc mà aspirin này á thì nó đã gọi là rất là lâu đời rồi, nó có rất là lâu đời rồi. Thì thường trước đây nó được giúp tới về cái việc mà đau hay là nhức đầu hay bị sốt đó, hay đau cơ rồi đó, thì nó giúp cho những cái vấn đề đó. Tuy nhiên sau này á thì nhờ có một cái tính chất của nó là nó gọi là chống đông máu, cho nên bác sĩ thường hay gọi là khuyên bệnh nhân mà đã có những cái triệu chứng hay cái cơ địa mà đã bị stroke hoặc là bị tai biến mạch máu não trước đây á, nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến mạch máu não đó, tức là heart attack hoặc là stroke trước đây đã có cái lịch sử đó rồi á, thì bác sĩ hoặc là có những cái mà bị tắc nghẽn về tim mạch rồi đó, thì bác sĩ khuyên là nên uống thêm mỗi ngày một viên mà chỉ có 81mg thôi, 81mg thôi, chứ không có nhiều, uống mỗi ngày. Thì cái điều mà Ngọc thấy đa số trước đây đó, có một số cô chú lại nghĩ, tức là nghe người quen của mình, ồ bác sĩ nói tôi uống cái đó để ngăn ngừa stroke, tai biến hay là nhồi máu cơ tim đó, tức là ồ đó thôi để tôi mua tôi uống luôn. Thật sự điều đó hoàn toàn không đúng, cần phải cẩn thận trong cái vấn đề đó. Theo như Ngọc biết và Ngọc cũng đã tìm hiểu trước khi Ngọc làm cái này để Ngọc coi thì có cái gì thay đổi so với những gì Ngọc biết về nó không á, thì cái thuốc này không phải là nó có cái tác dụng như vậy trong tất cả mọi người. Nó chỉ có tác dụng tốt về cái vấn đề đó, ngăn ngừa cái chuyện đó với những người mà đã có cái lịch sử là đã bị những cái chuyện đó hay là có nguy cơ bị cái vấn đề đó thì mới nên dùng nó mới đem lại cái lợi ích đó. Còn nếu như mà những ai hoặc là có một sức khỏe bình thường, không có vấn đề về tim mạch hay là bị tắc nghẽn mạch máu rồi gì hết á, thì không nên dùng, hoàn toàn không nên dùng. Cho nên khi bất cứ ai mà có suy nghĩ nên dùng cái này á, là dứt khoát phải nói chuyện với bác sĩ. Và Ngọc biết chắc chắn một điều rằng bác sĩ sẽ nói là không nếu như người đó
không có vấn đề gì về tim mạch, tắc nghẽn tim mạch hay có những cái nguy cơ gì mà dẫn đến điều đó trong tương lai, thì bác sĩ sẽ nói không. Thì một cái lý do tại sao không thì Ngọc sẽ trình bày dưới đây. Đúng là nó có cái tính chống đông máu. Tuy nhiên, cái mặt trái của cái vấn đề chống đông máu đó thì nó lại có khả năng làm tăng cường cái sự chảy máu. Đó, cái mặt trái của cái bên kia là như vậy. Đó cũng là cái lý do mà tại sao nếu như mình không có lý do chính đáng để uống viên thuốc này á thì mình lại càng không nên dùng đến nó. Trong tiếng Anh theo như Ngọc gọi là, nó gọi là dùng cái chữ là risk versus benefit, tức là cái tác hại, cái sự so sánh giữa cái tác hại nó đem lại cho mình và cái điều tốt mà nó có thể đem lại. Thì đối với những cô chú anh chị em mà không có cái nguy cơ bị cái vấn đề này như tắc nghẽn mạch máu hay là bị những cái chuyện mà stroke, heart attack trước đây rồi á, chưa có lịch sử đó á, thì mình khỏe mạnh đó, thì khi mà uống cái viên thuốc này vào á, cái cơ gọi là cái khả năng mà nó giúp mình ngăn ngừa chuyện đó, tại vì nó quá xa xôi đi, tại vì mình không có nguy cơ bị cái đó, thì cái chuyện mà ngăn ngừa cái đó thì nó không có cái lý do chính đáng. Nhưng mà ngược lại, mình lại có cái nguy cơ bị cái chứng gọi là chảy máu trong não và chảy máu trong bao tử, thì hai cái đó nó rất là hại. Và có thể nói nếu như mình không có cái nguy cơ bị cái chuyện stroke á, mà nếu mình uống cái này mình khỏe mạnh á, mà mình uống cái này á, thì nó tăng nguy cơ, cũng tăng nguy cơ bị stroke. Ở đây Ngọc có thể là hơi gọi là khó hiểu một chút xíu, trái ngược một chút xíu, thì để Ngọc giải thích cho nó rõ ràng. Có hai loại stroke. Khi mà nói tới stroke là cái từ chung, tức là do cái stroke, tức là do một vì cái lý do nào đó mà cái não mình nó bị đè nén hoặc là nó bị tắc nghẽn mà không có được mà oxy đến trong não, thành ra làm cho não bị hủy hoại và bị chết não, thì đó là stroke. Và khi cái não mà nó bị chết thì nó dẫn tới mình bị tê liệt, và những cái chuyện này chuyện kia xảy ra đại khái là não là cái trung tâm điều khiển hết tất cả mọi hoạt động của cơ thể mình. Thì khi mà não không làm việc, vì nếu như không có oxy thì não không làm việc thì nó bị chết não, và khi chết não thì nó dẫn tới là mọi tất cả những hoạt động trong cơ thể bị ngừng, đình chỉ lại, không có hoạt động được. Thì giờ Ngọc sẽ nói ra cái lý do gì mà làm oxy không đến não được, thì có hai lý do. Cái lý do chính đó là cái lý do tức là tắc nghẽn máu không đến được não để mà không đem cái oxy tới não được. Nhưng mà lý do mà nào mà tạo ra tắc nghẽn thì có hai lý do. Một lý do là ngay ở trong cái thành của mạch của trong cái mạch máu đó, nó có những cái phần tử mà nó kết tụ lại, gọi là đông đó, đông máu đó, nó đông lại và nó tắc nghẽn cái mạch máu, nó làm cho máu không lưu thông qua cái đường ống nó được để mà đi tới não. Thì đó là một cái lý do. Một cái lý do khác nữa là khi cái đường ống thì nó bình thường, nhưng còn mà do cái sự đè ép ở ngoài, nó đè lên cái mạch máu đó, cái này là ở ngoài chứ không phải là ở trong, thì cái não nó bị sưng phồng lên, hoặc là nó bị một cái lý do gì đó mà cái não, hoặc là như trong cái trường hợp của aspirin thôi, để Ngọc nói thẳng cái trường hợp của aspirin đi, tức là khi nó tăng cái sự chảy máu trong não, thì khi mà máu nó tăng nó ào ra đó thì nó đè nén lên cái những cái đường mạch máu ở trong não, thì nó đè nén lên cái đường mạch máu làm giảm đi hoặc là tắc nghẽn cái sự máu lưu thông của máu để dẫn đến những cái vùng, tất cả mọi vùng ở trong não đó, mà nhất là cái vùng mà đang xảy ra cái chuyện mà chảy máu đó đó, thì nó bị tắc nghẽn mạch máu
nó làm cho máu không được lưu thông để đem cái oxy, cái khí oxy tới cho cái vùng não đó, thì nó dẫn ra cái như là là chết não ở trong cái khu đó. Thì nếu như mà cái hiện tượng mà não mà bị gọi là chảy máu càng nhiều á, thì nó càng nè nén lên càng nhiều vùng não, thì cái sự tác hại nó càng nhiều hơn. Đó là một trong những cái lý do mà cái aspirin này á, nó rất là không tốt nếu như mình không có cái lý do chính đáng để mà dùng nó ngăn ngừa. Một cái số vấn đề mà mình phải cần ngăn ngừa, tức là mình không có lý do để mà cần ngăn ngừa đó, thì ngược lại uống nó thì mình lại có nguy cơ bị cái tác hại của cái chuyện là chảy máu trong não. Và cái aspirin này á, nó cũng có tác hại rất là không tốt với cái chuyện chảy máu trong bao tử, mà nhất là những người mà uống thêm những cái thứ thuốc mà chống đông máu rồi đó, hoặc là những người mà bị gọi là loét bao tử đó, ulcer đó, thì cái nguy cơ mà chị bị chảy máu trong bao tử này nó lại càng là không tốt. Thì những cái dấu hiệu mà khi mình biết á, là có chảy máu trong bao tử hay là không á, thì ví dụ khi mình đi ra phân đó, thì cái phân nó có cái màu đen là mình có thể biết đó là cái dấu hiệu mình bị loét, gọi là chảy máu trong bao tử. Hoặc là có những cái điều mà không tốt khác về cái chất này á, là nó cái kiểu là tác hại phụ của nó đó, là nó bị co giật, nó có cái bị triệu chứng là co giật, tức convulsion, tức là co giật không ngừng lại. Có một số trường hợp mà nặng là nó không dừng lại, còn có một số trường hợp thì nó xảy ra rồi nó ngừng rồi nó xảy ra. Và một cái nữa đó là nó có thể dẫn tới cái sự khó thở. Thì đó là những cái điều mà rất là không hay, mà cái điều quan trọng nhất đó là cái sự chảy máu trên não và chảy máu trong bao tử, đó là cái điều mà có thể nguy hại đến tính mạng. Thành ra khi mà Ngọc nói về, Ngọc giải thích về hai cái stroke, tức là có hai dạng của stroke đó, là một dạng là do tắc nghẽn, tức là máu đông, tắc nghẽn mạch máu, máu không lưu thông được. Còn một dạng mà cái dạng thứ hai này là tạo ra một số những cái vấn đề mà tạo ra, thì cái thuốc mà aspirin này á, cũng là một trong những cái mà có thể tạo ra cái vấn đề đó, tức là nó chảy máu trong não rồi mà máu đó nó lan tràn tới những cái vùng tế bào trong não, những cái khu trong não, và nó đè nén lên những cái đường mạch máu trong não, làm cho những cái đường mạch máu này bị tắc nghẽn, thành ra máu không đi tới được những cái vùng này của não, và nó làm cho thiếu cái oxygen ở trong não, thành ra não bị chết. Đó là cái lý do. Thì cái điều kết luận cuối cùng của Ngọc là không phải ai cũng có thể dùng được cái aspirin này để mà ngăn ngừa cái gọi là tai biến mạch máu não hay là nhồi máu cơ tim đó. Không phải như vậy. Chỉ có người nào mà đã có cơ địa hay là đã bị cái chuyện đó trước đây rồi á, hoặc là có nguy cơ bị cái này á, thì mới nên uống để mà ngăn ngừa nó. Còn không thì không nên. Thành ra phải nói chuyện với bác sĩ, chứ không thể nào mà tự mình mua và uống hàng ngày như vậy là không được. Thì cái điều cuối cùng mà Ngọc muốn nhắc nhở ở đây là có ba điều. Thứ nhất, hỏi ý kiến bác sĩ. Và nếu như á mà không hỏi ý kiến gì nữa mà mình muốn uống á, thì mình thật sự phải cho bác sĩ biết là mình đang dùng thuốc này. Tại vì có một số triệu chứng mà bác sĩ có thể nhắc nhở cho mình biết là cần phải chú ý cái gì, có những cái gì cần nên chú ý, và có những cái gì bác sĩ cũng phải theo dõi cho mình nữa, để mà giúp những cái điều đa, coi như là tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra. Cái điều thứ hai á, là nếu như mà khi bác sĩ mà nói mình recommend mình á, là dùng cái thuốc này hàng ngày đó, thì tại vì cái thuốc này nó không cần qua bác sĩ, cho nên khi mà mình đi ra ngoài mình là mua thuốc đó, thì mình phải cần biết chắc là mình lấy cái đúng, tại vì rất là có nhiều, chứ không phải cái này chỉ có một cái ngoài đó thôi, mà nó có rất nhiều thứ ngoài đó, cái tổng hợp là giữa cái chất này
cái chất aspirin này cộng thêm với những chất khác ở trong đó nữa. Thành ra mình phải chắc chắn là mình lấy cái lọ thuốc mà nó chỉ có cái chất aspirin này ở trong đó thôi. Đó, chứ không thôi những cái thuốc mình không cần uống đâu mà nó nằm ở trong đó luôn thì mình uống vô thì nó lại có tạo ra những cái tác hại mà mình không cần thấy, hoặc là những cái công dụng mình không cần tới nhưng mà ngược lại những cái tác hại đó thì mình đã chịu ảnh hưởng. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba, và cái điều này rất là quan trọng, rất là quan trọng, và Ngọc xin tất cả các cô chú anh chị em ở ngoài đó, nếu như gia đình mình vì cái lý do nào đó mà có dùng cái thuốc nào mà trong đó nó có thành phần aspirin này nha, phải cẩn thận, nhất là gia đình mà có em coi như là con nít trẻ nhỏ đó đó, thì phải hết sức cẩn thận cất giữ nó ở cái chỗ nào đó mà cao mà các em không có thể nào lấy tự lấy được, hay là có thể gọi là có cái access tự lấy được đó. Tại vì á có một cái thành phần cái aspirin này á, nó muốn có một cái chất ở trong đó mà cái chất đó nó tạo ra một cái phản ứng nó rất là hiếm xảy ra, nhưng mà khi nó xảy ra nó rất là tai hại và có thể dẫn tới mất tính mạng đó, chứ không phải đơn giản đó. Nó gọi là cái Reye syndrome. À, nó viết là chữ R, chữ E, chữ Y dài, rồi chữ Y syndrome. Thì cái Reye syndrome này á, cái triệu chứng của nó là cái gì? Tức là nó dẫn tới một cái sự gọi là sưng phù rất là nặng ở trong não và trong gan. Và hiện tại người ta vẫn chưa có hiểu cái lý do tại sao cái chuyện đó nó xảy ra trong một số em bé. Tuy nhiên cái aspirin là một trong những cái mà có thể tạo ra điều đó ở trong trẻ em. Cho nên mình phải hết sức cẩn thận. Nếu như trong gia đình mình vì cái lý do nào đó mà có dùng cái thuốc mà có cái chất này ở trong đó thì phải cất ở chỗ nào rất là cao ra khỏi cái tầm với của các em, để cho các em không có thể nào lấy đó hay là lỡ dại hay là coi như là bất khả kháng hoặc là accident á mà dùng nó, thì cái điều đó nó rất là hại. Thì Ngọc xin nhấn mạnh những cái điều đó, và đó cũng là những cái lý do mà tại sao cái câu hỏi của chú Ngọc không có trả lời bằng một cái câu trả lời đơn giản được, mà Ngọc cũng lấy cái đó là một cái đề tài để Ngọc làm trong cái cuốn video ngày hôm nay. Thì Ngọc cũng xin cảm ơn chú và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này. Nếu như có những cái câu hỏi nào mà rõ ràng cụ thể về những cái gì mà Ngọc đã nói đó, hoặc là về cái thuốc này mà Ngọc chưa giải thích kỹ hay là chưa có nói tới đó, thì cứ nhắn tin chia sẻ với Ngọc thì Ngọc sẽ trả lời được cụ thể hơn về cái điều đó nha. Nhưng mà cái video này thực sự đối với Ngọc rất là quan trọng, Ngọc thấy rất là quan trọng. Thành ra Ngọc xin tất cả mọi người mà có xem cái video này á, thì cho Ngọc một cái thumbs up, tức là like, để cho nó được truyền tải tới nhiều người hơn nữa, để nó cần biết tới những cái vấn đề mà Ngọc đã chia sẻ. Thì Ngọc xin cảm ơn các cô chú anh chị em mình đã ủng hộ Ngọc trong những ngày qua, Ngọc rất là vui, và Ngọc xin dừng ở đây. Xin hẹn tới cái video kế tiếp nha.